Giới thiệu diễn viên Dạ Tịnh Vân. Dạ Tịnh Vân sinh năm 1974 tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan, nhưng sống và làm việc chủ yếu ở thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Sở hữu ngoại hình nổi bật và khả năng diễn xuất tốt, cô luôn là diễn viên được đánh giá cao, không chỉ vai Triệu Mẫn trong phim truyền hình Ỷ Thiên Đồ Long Ký năm 2003, cô còn tỏa sáng trong nhiều bộ phim như Thần Y Hiệp Lữ, Hán Vũ Đế, Tần Vương Lý Thế Dân, Thái Bình Công Chúa Bí Sự, vân vân. Đặc biệt, vai Võ Mỹ Nương trong Chí Tôn Hồng Nhan đã giúp cô được mệnh danh là nữ thần trong phim cổ trang.